Xin chào các bạn, nhân tối nay mình sẽ đi ăn cơm niêu nữa các bạn ơi. Có thấy cơm niêu đây là không giống bên Việt Nam, có giống bên Việt Nam không? Cơm niêu này. Okay, that's Kobe Blue. Cơm niêu vỉa hè thôi mà không có bàn. Đấy. Này các bạn thấy không? Không có bàn không? Tìm bàn ngồi chứ. Vì sao nó không có bàn? Vì nghĩa là nó phải ngon đúng không? Nó phải ngon thì nó mới không có bàn. Đây bàn này, kên bàn này. Đấy, để biết sao nó ngồi đi. Nãy giờ mới có người ra mới có bàn đấy các bạn. Ở đây nghe nói ngồi cơm niêu nó ngon, ra là còn có nước ngon lắm. Nước cốc, nước ổi, nước xoài. Em có quay thử nha. Coi thì cây muốn. Thấy có coi xem lâu được không? Trông không khiếp được các bạn. À đây là bảng giá. Nếu có thứ ăn 18 to 28, thì các nếu có thứ ăn nhiều phần nữa, cho phần rồi đi cho cái bảy phần, cho phần chút cho phần. Chicken. Gà rồi súp. Restaurant Seiyun. Đi shop bây giờ. Đi shop mà. Mà leo không tải. Nó ơi, lấy chân vào lấy ghê. À, chậm quá, mình ra đây.
À, tài xế chở mình đi chơi cả ngày hôm nay đây. À, bye bye các bạn nha.